Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Tổng diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng năm 2023. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi làm giả, làm nhái nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chủ trì hội nghị lấy ý kiến các Tòa án Nhân dân khu vực phía Bắc đối với dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhấn mạnh, sau hơn 8 năm thi hành, Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014 đã bộc lộ một số hạn chế bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của lộ trình cải cách tư pháp trong tình hình mới. Để dự án Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, trình Quốc hội khóa 15 đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, Chánh án Tòa án Nhân dân đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tổng hợp, bổ sung và trình Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao xem xét quyết định những nội dung quan trọng của dự án luật. Đồng tình với quan điểm trên, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi là dịp để giúp lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, các bộ, ban ngành trung ương, Tòa án Nhân dân các địa phương thảo luận, trao đổi, đóng góp để nội dung của luật được thể chế hóa đầy đủ, đúng tinh thần của Nghị quyết số 27 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đáp ứng mong mỏi kỳ vọng của nhân dân về nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi gồm 9 chương, 150 điều, trong đó giữ nguyên 9 điều, sửa đổi, bổ sung 90 điều, xây dựng mới 51 điều. Sáng nay, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng năm 2023, chủ trì chương trình tổng duyệt diễn tập thực binh tại hiện trường. Dự và chỉ đạo chương trình tổng duyệt có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự thành phố. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự thành phố. Chương trình tổng duyệt diễn ra với những nội dung quan trọng gồm tổng duyệt thực binh trên biển tại cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng với vấn đề huấn luyện là thông tin, thông báo cảnh báo siêu bão, sắp xếp neo đậu tàu thuyền và ứng phó sự cố va chạm, thực hành tìm kiếm cứu nạn người và tàu, thuyền bị nạn trên biển, tổng duyệt thiết lập tham quan bệnh viện dã chiến tại ga cáp treo Đồng Bài Phù Long, huyện Cát Hải. Nhờ làm tốt công tác hợp luyện dài ngày và hết sức công phu khoa học bài bản nên các lực lượng tham gia tổng duyệt đã vận hành thao tác, xử lý những tình huống diễn tập sát với yêu cầu nhiệm vụ của Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự thành phố năm 2023 đề ra. Với tinh thần trách nhiệm, tích cực và khẩn trương, chương trình tổng duyệt diễn tập phòng thủ dân sự đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, thời gian và yêu cầu, góp phần làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc diễn tập diễn ra vào cuối tuần này. Sau khi lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ đánh giá về hiệu quả của chương trình tổng duyệt, cũng như chỉ ra những nội dung chi tiết cần bổ sung để kịch bản diễn tập sát với thực tế, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng thống nhất cao với những vấn đề mà các đại biểu đã chỉ ra, đồng thời ghi nhận các đơn vị đã phối hợp rất nhuần nhuyễn, thực hiện các nội dung sát với yêu cầu thực tế, bám sát khung diễn tập theo yêu cầu đề ra. Chủ tịch UBND TP đề nghị các lực lượng vũ trang, các địa phương đơn vị tham gia diễn tập phòng thủ dân sự cần tích cực chủ động hiệp đồng tác chiến, kịp thời điều chỉnh bổ sung những tình huống, những nội dung còn thiếu, những tình huống chưa phù hợp với diễn biến thực binh trên biển, cũng như công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất tại bệnh viện dã chiến, nhằm sẵn sàng ở mức cao nhất cho cuộc diễn tập diễn ra vào cuối tuần này.
Phát biểu chỉ đạo tại chương trình tổng duyệt, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh là cuộc diễn tập có quy mô lớn và là cuộc diễn tập điểm của cả nước nên có sự tham dự của lãnh đạo trung ương, các bộ ngành và các tỉnh thành phố, nên tính chất và yêu cầu của cuộc diễn tập phòng thủ dân sự thành phố năm 2023 rất cao, đòi hỏi các lực lượng cần phát huy tinh thần trách nhiệm và hiệp đồng chặt chẽ trong từng khâu vận hành thao tác trên biển. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập cần chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung, thời gian quy định, lãnh đạo chỉ huy điều hành khoa học sát với thực tế, phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, thiết bị và trang bị kỹ thuật. Đồng chí cũng lưu ý các cơ quan đơn vị tham gia diễn tập phải chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo an toàn trước, trong và sau diễn tập. Các lực lượng tham gia diễn tập cần tính đến những phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khi cuộc diễn tập sẽ diễn ra vào ngày cuối tuần tại khu vực cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng và bến phà Gót Cái Viềng. Đây đều là những địa điểm có lưu lượng phương tiện thủy ra vào cảng với tần suất liên tục. Đồng chí Bí thư Thành ủy giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố là đầu mối tiếp nhận, xử lý và khắc phục những tình huống phát sinh sau chương trình tổng duyệt nhằm kịp thời bổ sung những chi tiết, tình huống và những nội dung còn thiếu hoặc chưa tính đến trong điều kiện thời tiết và thủy triều tại vị trí diễn tập thực binh hết sức phức tạp, đồng thời khẩn trương điều chỉnh bổ sung các nội dung được chỉ ra tại buổi tổng duyệt, tổ chức luyện tập phương án đảm bảo để cuộc diễn tập chính thức diễn ra vào ngày 7 tháng 7 thực sự an toàn và thành công. Chiều nay, Đảng ủy Công an thành phố tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an thành phố đã đoàn kết thống nhất cao, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ mà các nghị quyết của Đảng đã đề ra. Cùng với đó, Đảng ủy Công an thành phố thường xuyên làm tốt công tác nắm, dự báo, đánh giá sát tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo giải quyết, xử lý có hiệu quả những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để bị động bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Hải Phòng, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố. Ngoài tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác công an, Đảng ủy Công an thành phố chú trọng chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành các băng ổ nhóm hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp được tăng cường, đặc biệt đã triển khai quyết liệt, hiệu quả đề án 06 của Chính phủ, góp phần phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số của thành phố. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được triển khai quyết liệt. Tai nạn giao thông giảm hàng năm trên cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, công an là lực lượng nòng cốt đi đầu trong công tác phòng chống COVID-19. Ghi nhận đánh giá cao kết quả toàn diện trên các mặt công tác của Công an thành phố trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cho rằng thành phố có bình yên hay không, môi trường đầu tư có thông thoáng hay không, đời sống nhân dân có được cải thiện và nâng lên hay không, có vai trò rất lớn của lực lượng công an. Nhấn mạnh, kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, nhưng không được phép bằng lòng, thỏa mãn, chủ quan. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục quán triệt trong toàn lực lượng về nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật, kỹ năng công tác và cả kỹ năng dân vận, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhấn mạnh, bối cảnh tình hình khu vực và trong nước thời gian tới tiếp tục tiềm ẩn nhiều phức tạp, đặt ra cho lực lượng công an những trọng trách lớn hơn. Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý Công an thành phố cần tiếp tục giữ được sự đoàn kết thống nhất, tháo gỡ được những điểm nghẽn tồn tại, đặc biệt phải chú trọng công tác phòng ngừa, tham mưu giải quyết hiệu quả tình hình an ninh trật tự từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở. Bây giờ chúng ta muốn giữ được cái phong độ của mình, có một cái môi trường đầu tư kinh doanh tốt, có một cái môi trường thân thiện từ chính quyền cho đến người dân để thu hút khách du lịch về, để chúng ta đạt được các cái chỉ tiêu nhiệm vụ thì đặt ra cho lực lượng công an chúng ta rất nhiều cái nhiệm vụ có thể nói là rất nặng nề. Cho nên là ngoài những cái giải pháp mà các ông chí đã nêu trong cái báo cáo, các ông chí phải quán triệt một cái nguyên tắc: mọi hoạt động của ngành công an, của lực lượng vũ trang nói chung và của công an luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của cấp ủy.
của Đảng và ở các cấp là cấp ủy. Đây là một trong những yêu cầu hết sức là quan trọng, không được phép tách rời sự lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong cái việc xây dựng lực lượng công an chúng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân. Cái tình hình an ninh nội địa như các ông chí phát biểu đó là nó tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nhất là các địa bàn trọng điểm chiến lược. Các ông chí phải hết sức là cảnh giác cái này, đặc biệt là đối với Hải Phòng chúng ta là chúng ta có nhiều cái dự án phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là cùng với đó là cái nguy cơ và khiếu nại, khiếu kiện nó sẽ dẫn đến vấn đề phức tạp về an ninh. Cho nên đề nghị các ông chí phải nắm thật chắc cái tình hình để chúng ta không bị động bất ngờ, để không bị lợi dụng để gây khó khăn chúng ta. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy và chính quyền để chúng ta nắm chắc tình hình, nhận diện đối tượng, đối tác, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, tài chính, có công nghệ hiện đại để đảm bảo cái dự án có hiệu quả. Phòng ngừa, chủ động trong đấu tranh với những âm mưu núp bóng nhà đầu tư để xâm phạm an ninh quốc gia, để phá hoại, để rửa tiền và trốn thuế. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, trong đó đặc biệt là công tác tuyên truyền, rồi huấn luyện cho lực lượng, phát triển khoa học công nghệ trong công an, nhất là trong lĩnh vực tình báo, an ninh mạng, phòng chống khủng bố, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, để làm sao chúng ta hiện thực hóa cái chủ trương xây dựng nền kinh tế số và công nghiệp thông minh của thành phố chúng ta. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng với đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng công an thành phố đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi, càng phải đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, góp phần giữ vững môi trường ổn định để xây dựng và phát triển thành phố. Cũng trong chiều nay, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội 23 Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bổ khuyết phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 23 Đảng bộ quận Hồng Bàng đề ra. Trong thời gian tới, Quận ủy Hồng Bàng cần tiếp tục tập trung cao công tác thu ngân sách, đẩy mạnh việc phát triển thương mại dịch vụ, tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị, tiếp tục duy trì sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội cùng nhiều nội dung quan trọng khác. 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội quận Hồng Bàng tiếp tục ổn định và phát triển. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.142 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch thành phố giao, tăng 45% so với cùng kỳ. Thu thuế ngoài quốc doanh đạt gần 270 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch thành phố giao. Chiều nay, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự hội nghị công bố quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng khóa 14, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Phiệt nhận công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, bày tỏ sự tin tưởng với quá trình công tác qua nhiều vị trí, đồng chí Nguyễn Văn Phiệt sẽ có những đóng góp cùng Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Phiệt tiếp tục nghiên cứu, học hỏi cùng với tập thể Ban thường vụ, thường trực cũng như Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố, đưa phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thành phố ngày càng phát triển. Với tinh thần đổi mới dân chủ, đoàn kết phát triển và phương châm hành động đoàn kết trách nhiệm, hội nhập phát triển, Đại hội Công đoàn khu kinh tế lần thứ tư nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra sáng nay đã nhất trí tiếp tục tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể công nhân viên chức người lao động. Dự đại hội có đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng,
cùng gần 300 đại biểu chính thức đại diện cho khoảng 150.000 đoàn viên các cấp thuộc công đoàn khu kinh tế. Với số lượng đoàn viên đông nhất, chiếm gần 1/2 tổng số đoàn viên toàn thành phố, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn khu kinh tế đã chủ động, sáng tạo triển khai có hiệu quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn khóa 3. Các phong trào và hoạt động công đoàn khu kinh tế đạt kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đã thành lập 145 công đoàn cơ sở, đạt gần 163% kế hoạch thành phố giao, phát triển mới hơn 126.000 đoàn viên, hơn 92% doanh nghiệp tổ chức đối thoại và hơn 75% doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể, trên 45.000 sáng kiến cải tiến của người lao động, làm lợi 900 tỷ đồng. Thời gian tới, bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến khó lường, tác động tới Việt Nam và các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Hải Phòng. Đòi hỏi công đoàn cần làm tốt hơn nữa chức năng, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đại hội đã bầu ban chấp hành mới gồm 25 đồng chí, thông qua dự thảo nghị quyết đại hội 4, nhất trí cao các nhóm nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu phát triển mới 50.000 đoàn viên trở lên, xây dựng tổ chức công đoàn khu kinh tế ngày càng lớn mạnh, phát triển nhanh, bền vững. Sáng nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức sinh hoạt dưới cờ Tổ quốc tháng 7 và hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Lã Thanh Tân, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố. 6 tháng qua, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề, thông qua 12 nghị quyết về những vấn đề quan trọng cấp bách cần giải quyết ngay, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 6 tháng cuối năm, Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra 14 phương hướng nhiệm vụ cụ thể, bám sát sự định hướng chỉ đạo của Thành ủy để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội nghị cũng công bố quyết định về công tác cán bộ thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, trưởng phòng quản lý đô thị quận Lê Chân, giữ chức trưởng phòng công tác Hội đồng Nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Với hơn 56.000 sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực, đạt trên 120% kế hoạch đề ra, Liên đoàn Lao động thành phố đã về đích sớm trong hoạt động hưởng ứng thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Đạt giải khuyến khích hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố với sáng kiến sử dụng phần mềm tiếng Anh online kết hợp với video clip dạy phát âm trên internet để dạy phát âm chuẩn môn tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Cô giáo Tạ Thị Minh Hồng, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Khuyến đã áp dụng trong thực tế, mang lại những tiết học sinh động, hấp dẫn hơn cho các em học sinh. Đã tìm tòi, nghiên cứu và đưa ra cái sự kết hợp giữa phần mềm dạy học online và các cái clip phát âm của người giáo viên bản xứ để hướng dẫn các em, cho các em quan sát để các em thực hiện phát âm đúng. Qua quá trình đó thì tôi thấy rằng các em đã hào hứng trong cái môn học tiếng Anh và tạo được cái thói quen phát âm đúng. Từ đó các em sẽ không còn rụt rè trong giao tiếp. Không chỉ thu hút sự tham gia của các đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cấp, ngành, địa phương, chương trình 1 triệu sáng kiến còn nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thực tế, có hàng trăm, hàng nghìn các sáng kiến đang được ứng dụng mang lại nguồn lợi lớn cho doanh nghiệp, song người lao động lại có tâm lý e dè, không tham gia thi. Vì vậy, cán bộ công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp đã thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên, đồng thời hướng dẫn người lao động tự tin khẳng định tài năng. Là chúng tôi đã đưa ra các cái đặt hàng đối với cán bộ công nhân viên về các cái giải pháp phục vụ cho cái cải tiến trong cái công tác sản xuất. Rồi chúng tôi có những cái chế độ khen thưởng xứng đáng đối với các cái giải pháp mà mang lại các cái hiệu quả cao. Những sáng kiến, sáng tạo không chỉ mang lại lợi ích cho các đơn vị, doanh nghiệp mà còn khẳng định trí tuệ, tinh thần, sự đam mê công việc và những nỗ lực không ngừng của công nhân, viên chức, người lao động nhằm mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho chính người lao động. Thưa quý vị, trong định hướng phát triển ngành công nghiệp trong giai đoạn tới, thành phố sẽ ưu tiên phát triển các doanh nghiệp phụ trợ, đáp ứng cho các ngành công nghiệp mũi nhọn nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nắm bắt cơ hội này, hiện nay trên địa bàn thành phố, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn thay đổi phương thức quản lý, sản xuất, đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại để đón đầu những làn sóng đầu tư mới vào Hải Phòng. Là một doanh nghiệp gia công cơ khí,
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp phụ trợ HPTech có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo máy, gia công cơ khí, sản xuất các cấu kiện kim loại. Để trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp linh kiện, sản phẩm cho đối tác là các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc, công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để mua sắm máy móc thiết bị công nghệ mới để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu từ các đối tác nước ngoài. Đơn hàng của chúng tôi đang được tăng lên theo cái thời gian. Ngành công nghiệp phụ trợ là một trong những cái ngành mà chủ chốt của nền kinh tế và được sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Công Thương cùng với thành phố Hải Phòng thì doanh nghiệp chúng tôi có rất nhiều điều kiện để phát triển. Nhất là trong cái thời điểm hiện tại thì có rất nhiều các cái đơn vị FDI của Nhật Bản, của Hàn Quốc về đến Hải Phòng. Thì đây cũng là cơ hội rất là tốt cho những doanh nghiệp mà công nghiệp phụ trợ chúng tôi có cái tương lai phát triển tốt hơn trong thời gian tới. Ngày 6 tháng 8 năm 2020, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 115 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính sách mới. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp phụ trợ đang được hưởng lợi từ các chính sách này. Đây được coi là cú hích cần thiết cho ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, góp phần cho sự phát triển kinh tế của thành phố và đất nước. 6 tháng đầu năm, thành phố Hải Phòng thu hút 1,98 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Trong đó, riêng thu hút đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế ước đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ. Giữa tháng 6 vừa qua, nhiều thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với các nhà đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc cũng được ký kết với số vốn đầu tư cam kết lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn LG Innotech Việt Nam Hải Phòng nâng nguồn vốn của dự án tại Hải Phòng lên hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Đón các dòng vốn đầu tư mới, doanh nghiệp phụ trợ Hải Phòng có nhiều cơ hội trở thành doanh nghiệp vệ tinh của các nhà đầu tư nước ngoài. Những tháng đầu năm 2023, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện nhanh kịp thời, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng sản xuất kinh doanh trái phép, giúp ổn định thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa lưu thông. 1.600 đôi giày dép các loại, giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Converse, Louis Vuitton, Adidas, Gucci có trị giá gần 400 triệu đồng, không có hóa đơn chứng từ đã bị bắt giữ ngày 16 tháng 3 năm 2023. Trong cuộc kiểm tra giữa đội quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng, phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an quận Hải An, tại hộ kinh doanh Nguyễn Văn Khoa, địa chỉ số 385 đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đây chỉ là một trong số 11 vụ việc điển hình mà lực lượng quản lý thị trường phát hiện và bắt giữ từ đầu năm 2023 đến nay. Để quản lý thị trường một cách hiệu quả, việc kiểm tra, kiểm soát được các đội đẩy mạnh, kết hợp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật đến các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chúng tôi triển khai đồng bộ rất là nhiều cái chỉ đạo của cấp trên cũng như là nhiều cái mặt hàng thiết yếu tôi đã ban hành cái tháng vệ sinh an toàn thực phẩm. Và vừa rồi thì cũng đã có cái kế hoạch kiểm tra, giám sát các cái điểm kinh doanh thuốc lá để tổng hợp và để xây dựng lên các chuyên đề thuốc lá trên toàn lực lượng của Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng cũng như là trên địa bàn đội quản lý thị trường số 7 nói riêng. Lực lượng quản lý thị trường xoay dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cục triển khai đồng bộ, triển khai dàn trải trên tất cả các địa bàn của thành phố chống hàng giả, hàng nhái, cũng tịch thu, xử lý, xử phạt và tiêu hủy rất nhiều hàng hóa mang nhãn hiệu, thương hiệu nước ngoài, một số mặt hàng nhập lậu như những cái hệ thống phụ tùng xe nâng. Theo báo cáo của các đội quản lý thị trường, số tiền xử phạt vi phạm hành chính vượt 200%, giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy vượt hơn 1.000% so với cùng kỳ, cho thấy tính phức tạp của thị trường hàng giả hàng nhái hiện nay. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là hết sức cấp bách, nhất là trong những tháng cuối năm. Chuyển đổi số đã và đang mở ra nhiều phương thức giáo dục mới, ưu việt, tiết kiệm thời gian chi phí, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, để thực hiện được những mục tiêu lớn hơn, các nhà trường vẫn còn nhiều rào cản, thách thức cần vượt qua, nhất là về chiến lược, chi phí đầu tư và nguồn nhân lực công nghệ thực hiện chuyển đổi số. Đơn giản hóa công tác quản lý bằng các phần mềm công nghệ để thay thế hồ sơ, sổ sách. Đến nay, Trường Trung học cơ sở Lư Khánh Thiện đã áp dụng gần 20 phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá. Chúng tôi có nhiều quỹ thời gian hơn cho việc đầu tư vào bài dạy trên lớp thay vì là dùng số liệu và sổ giấy như những năm trước đây. Thứ hai là về công tác chủ nhiệm, chúng tôi có nhiều phần mềm để hỗ trợ cho công tác chủ nhiệm, giúp chúng tôi
rất nhiều trong công tác quản lý học sinh. Công nghệ mang đến cho thầy và trò các nhà trường nhiều trải nghiệm học tập tối ưu. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong trường học vẫn còn không ít thách thức. Các phần mềm tuy nhiều, nhưng phần lớn còn rời rạc, thiếu tính kết nối. Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất còn chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số một cách đồng bộ. Đội ngũ giáo viên để mà cập nhật tốt cái công nghệ thông tin thì cần có một cái lực lượng trẻ khỏe và có một cái niềm hăng say nhất định. Còn về cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng rất nhiều những cái khó khăn về hỗ trợ nguồn kinh phí để đầu tư một số cái trang thiết bị phục vụ cho dạy học, các cái điều kiện về cải thiện đường mạng của nhà trường. Chuyển đổi số được xem là bước nâng cao hơn từ ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Từng chương trình, phần mềm riêng lẻ, tách biệt cần được liên thông với nhau, tích hợp trên cùng một nền tảng số, cho phép các hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập, kiểm tra cùng lúc diễn ra. Đây cũng là mong muốn của các nhà trường để chuyển đổi số mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tế. Hệ thống 4 trường đại học và khoảng 20 trường cao đẳng, trường dạy nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại Hải Phòng mỗi năm cung cấp khoảng 45.000 sinh viên tốt nghiệp. Đây là một trong các điều kiện thuận lợi của Hải Phòng để thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, để lợi thế này thực sự phát huy giá trị hiệu quả thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là hết sức quan trọng. Tham gia buổi đánh giá năng lực của các sinh viên trong dự án thí điểm đào tạo kỹ năng đóng gửi hàng do chương trình Oxford Skin và Trường Cao đẳng Hàng hải 1 phối hợp tổ chức, đại diện các doanh nghiệp ngành logistics đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với các sinh viên cũng như chương trình đào tạo sao cho sát thực tiễn, hiệu quả nhất. Liên kết giữa các doanh nghiệp và với các trung tâm đào tạo trường hoặc là các cao đẳng, ví dụ như Cao đẳng Hàng hải, tôi thấy là cái kết nối khá là ok. Thứ nhất là cảng cung cấp những cái nhân lực chất lượng cao để có thể giám sát và có thể chấm điểm sinh viên như sự kiện đang diễn ra ở đây. Và các trường cũng đang liên kết với các tổ chức giáo dục nước ngoài, ví dụ Oxford Skill của Úc, và phối hợp thực hiện rất nhiều cái chương trình đào tạo và tôi thấy là rất là giá trị. Phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp đang là một trong những phương thức hiệu quả để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ngoài ra, tăng tính thực tế trong đào tạo và tính chủ động cho sinh viên cũng được các đơn vị áp dụng. Cái sự hợp tác giữa doanh nghiệp với các trường đại học nói chung thì mang lại hiệu quả rất là lớn, đặc biệt là các cái đề tài nghiên cứu của sinh viên. Hiện nay, các bạn sinh viên thì đã được trang bị kiến thức rất cơ bản rồi. Tuy nhiên là các cái kỹ năng mềm thì các bạn còn thiếu, hoặc là các cái kỹ năng như là tiếng Anh, tin học cần phải nâng cao hơn nữa để ứng dụng trong thực tế. Tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp cũng phải chung tay góp sức với các nhà trường để mà có những cái nguồn kinh phí để mà đào tạo thêm cho các bạn. Hải Phòng hiện có 14 khu công nghiệp đang triển khai và sẽ xây dựng thêm 15 khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025 nên nhu cầu nhân lực rất lớn. Vì vậy, để ổn định sản xuất cần phải có đủ nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư. Vừa qua, tại nhà trưng bày triển lãm và mỹ thuật thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức trao thưởng và khai mạc triển lãm cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi hè 2023. Cuộc thi thu hút đông đảo các em thí sinh đến từ các quận huyện trên địa bàn thành phố. Sau một thời gian phát động, ban giám khảo gồm các họa sĩ uy tín của Hội Mỹ thuật thành phố đã lựa chọn 63 tác phẩm có chất lượng nhất để trao giải, gồm 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 45 giải khuyến khích cho 3 lứa tuổi. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao 12 giải phong trào cho các đơn vị đã tích cực hưởng ứng, phối hợp tổ chức cuộc thi. Em vẽ bức tranh này tại vì em muốn truyền cảm hứng cho tất cả các bạn ở trong khắp vùng Việt Nam, từ những huyện đảo xa xôi như Bạch Long Vĩ. Em mong muốn Bạch Long Vĩ để ngắm nhìn những bức tranh nên là em vẽ Bạch Long Vĩ để bày tỏ mong muốn của mình. Vì đam mê mỹ thuật nên em tự vẽ. Em vẽ bức tranh này vì em rất là yêu quý gia đình và đây em vẽ bức tranh này để thể hiện tình cảm cho gia đình. Triển lãm cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi hè năm 2023 đã trưng bày 228 tác phẩm của các họa sĩ nhí thuộc các lứa tuổi, cấp học tham gia cuộc thi. Đó là những bức tranh rực rỡ sắc màu, phản ánh sinh động thế giới ngộ nghĩnh, giàu cảm xúc của các em đối với quê hương, đất nước và cộng đồng. Triển lãm diễn ra từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 7. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố, mây thay đổi, sáng sớm có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía bắc thành phố, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 32 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía nam thành phố, mây thay đổi, sáng sớm có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, mây thay đổi, sáng sớm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ từ 29 đến 33 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ từ 29 đến 33 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5.